cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em vừa về được khoảng mười mấy, hai mươi mấy cây mai dạo tự xoắn nha. Thì cây nó nhỏ nhưng mà thật ra là nó đã có nụ kim hết rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nó có nụ rồi nha. Cái này thì Tết nay nó vẫn cho được một ít hoa nha cả nhà. Nó cái hàng xoắn á thì cả nhà biết sao không, nó không có cao to, tại vì là mỗi lần là nó xoắn ra thì nó cứ sổ xuống như thế này ha, nó sổ xuống sát gốc luôn. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem, đây là cái nụ nha. Cái này Tết mà chúng ta lại lá ra với cái độ xoắn như thế này và cái hoa mai của nó rất là đẹp thì rất là nhìn rất là lạ luôn nha cả nhà. Đây cái loại này thì em bán với giá là 180.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và thêm một bên là em sẽ có một cái số cây lớn nha, số cây lớn hơn như thế này. Thì cái loại này thì em bán với giá là 250 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Đó, cả nhà thấy nó có nụ nha, có nụ như thế này đây, 250 một cặp thì em cũng không có nhiều, được cũng vài cây thôi à. Rồi, một bên này nhỏ này là 180, còn bên kia là 250 một cặp nha cả nhà. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai Chiếc Chè Bông nha. Thì cái lô em giới thiệu như thế nào thì em sẽ gửi như thế đó ha. Hết lô này em sẽ quay tiếp tục lô khác, chứ không có dạng mà quay cái này mà em gửi cái kia nha. Cho nên cả nhà xem kỹ cây giúp em, nếu đã chọn thì xin liên hệ với em ha. Cái loại này thì em bán 180.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, nó sổ và nó xoắn xuống như thế này rất là dễ thương nha cả nhà. Nó không phải là đi thẳng cao lên nhưng mà nó sổ xuống như thế này đây. Đó, cái độ quấn 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 như thế này nhìn rất là dễ thương nha. Thì 180 một cặp nhỏ và 250 một cặp lớn ha. Em bao phí vận chuyển luôn nha. Xin mời cả nhà vào xem ủng hộ cho vườn mai Chiếc Chè Bông ha.